Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé. Chúng ta lại quay trở lại kênh YouTube của Anh Có Nhà Bán Xe. Và hôm nay nhá, đó là 19 tháng 8 dương lịch nhé. Và đó là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Như vậy là chúng ta đã bước sang tháng cô hồn. Chắc chắn là thị trường sẽ còn rất nhiều khó khăn. Thì thông qua clip này nhá, mình cũng chúc cho tất cả anh em chúng ta đang kinh doanh buôn bán có được sức khỏe tốt hơn và công việc sẽ thuận lợi hơn. Thì như thường lệ nhá, video của mình sẽ được cập nhật liên tục để cho anh em chúng ta sớm tìm ra được những mẫu xe phù hợp nhất cho gia đình mình. Thì hôm nay nhá, đó là một mẫu Fortuner máy dầu số sàn được sản xuất năm 2018. Và đây là phiên bản nhập khẩu nhá. Thì cũng khá nhiều anh em đã từng hỏi mình những dòng xe máy dầu rồi. Luôn luôn là dòng xe chiếm số lượng nhiều nhất và được anh em quan tâm nhiều nhất. Và đây mình nhắc lại nhé, phiên bản nhập khẩu. Và có lẽ đây là còn chiếc còn duy nhất còn sót lại một phiên bản nhập khẩu với số km mới chỉ chạy được 3.000 cây thôi, gần như xe mới luôn nha. Chủ nhân chiếc xe này thì mua xe về chạy gia đình, và từ lúc mua đến giờ thì hầu như không có sử dụng đến xe đến nhé. Thì xe mới về buổi tối ngày hôm qua. Thì sáng nay mình sẽ tranh thủ mình cập nhật cho anh em sớm. Phiên bản xe nhập nhé, 2018 chúng ta đã sử dụng đến hệ thống thang đĩa, đồng nghĩa việc là chúng ta có chức năng cân bằng VSC. Điểm khác biệt lớn nhất với những mẫu 2017. Một chiếc xe mang màu ngoại thất là màu nâu nhá. Và được trang bị full phụ kiện luôn. DVD này, camera xe, dán phim, chén cửa, gập gương tự động, camera 360 độ và có cả đá cốp nhá, cốp điện. Nội thất đây. Vâng, ngoài việc phân phối chính thức những dòng xe mới của Toyota và những dòng xe cũ đã qua sử dụng, không chỉ Toyota và tất cả hãng khác, thì bên mình nhá còn thu mua tất cả các hãng xe. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu mua bán hoặc trao đổi xe cũ xe mới thì đừng quên liên hệ với phòng kinh doanh xe cũ công ty Toyota Cảng để được mình tư vấn tốt hơn về giá cũng như định giá miễn phí các dòng xe nhá. DVD, camera xe, camera hành trình đây. Và showroom nhé, chúng ta quan sát đây. Mới chỉ chạy được có 3.000 cây thôi. Chúng ta có sử dụng cái cốp điện này, mà chỉ phiên bản cao cấp nhất đó là hai cầu máy xăng nhá, chúng ta mới được sở hữu cái đồ chơi này. Chiếc xe này mang số thành phố nhá. Và lịch sử mua tại bên mình, công ty Toyota Tân Cảng. Thì hiện tại thì Toyota Việt Nam đã chính thức lắp ráp và phân phối dòng xe máy dầu số sàn này. Và giá của một chiếc xe máy dầu 2020 bây giờ chúng ta có giá là 1 tỷ 150 triệu. Và sau khi chúng ta trừ tất cả các chi phí khuyến mãi thì tổng một chiếc xe chúng ta có mức giá là 1 tỷ 050 triệu. Và nếu như anh em nào chúng ta đam mê mẫu xe nhập khẩu này thì hãy sớm liên hệ với mình nhé qua số điện thoại 0938 83 86 để được mình tư vấn rõ hơn về thông tin xe cũng như chương trình hỗ trợ trả góp đối với dòng xe này. Và nhá, giá của chiếc xe này thì đang được bên mình chào bán mức giá là 920 triệu thôi nha, cho một mẫu xe Fortuner. Và như mình đã nói, có lẽ đây là một chiếc duy nhất còn sót lại số mét quá ít, mới chạy có 3.000 cây thôi nha. Và hiện tại bên mình cũng còn khá nhiều các mẫu xe khác nhé đang được công ty làm đẹp. Thì anh em chúng ta có dự kiến mua xe ở chạy gia đình hoặc kinh doanh thì chúng ta bước sang cái tháng cô hồn, tháng 7 âm lịch, thì chắc chắn đây cũng là một cái cơ hội để cho anh em chúng ta sở hữu những dòng xe giá rẻ nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Hẹn lại quý bạn nhé trong những YouTube lần sau.